Tất cả chúng ta trong cuộc sống này, dù có đọc sách hay không thì chúng ta đều biết rằng là cái việc đọc sách là một cái việc có lợi cho cái trí tuệ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể là các bạn chưa thể nhìn thấy rõ được hết tất cả những cái giá nó của cái một cái cuốn sách ấy. Nó không chỉ nằm ở cái giá bìa mà theo mình phân tích thì nó còn có rất là nhiều những cái yếu tố liên quan ảnh hưởng, và có những nhiều cái giá mà các bạn sẽ phải trả để khi mà các bạn đọc một cuốn sách. Nhưng suy cho cùng thì mình nghĩ rằng là đọc sách vẫn luôn luôn là tốt hơn. Thì sau đây bằng cái góc quan sát của mình thì mình có phân tích được những cái giá chúng ta sẽ phải trả cho cái việc đọc sách giấy. Ví dụ như là ở về cái vấn đề tinh thần thì một số những cái giá mà chúng ta sẽ phải trả, ví dụ như là cái cảm giác chán nản hoặc là muốn bỏ cuộc khi mà chúng ta đọc cùng một cuốn sách. Thì giải pháp ở đây là gì? Giải pháp ở đây được đưa ra theo bản thân mình là chúng ta sẽ đọc sách về những cái chủ đề mà chúng ta hứng thú, hoặc là những cái sách mà chúng ta cần đọc để nâng cao cái kỹ năng chuyên môn để chúng ta có thể tăng cái thu nhập của mình lên. Thì đấy là một cái giải pháp nhỏ. Tiếp theo, cái giá chúng ta phải trả về cái vấn đề sức khỏe là chúng ta sẽ đọc, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ sử dụng mắt là chính đúng không? Thì nó sẽ gây nhức mắt này, hoặc là ngồi nhiều nó sẽ gây mỏi vai hoặc là đau lưng chẳng hạn. Thì giải pháp ở đây của chúng ta là đọc tầm khoảng 20 phút rồi nghỉ. Thì mình có sử dụng một cái đồng hồ cát, vậy nên là mình mở ngoặc sử dụng đồng hồ cát ở đây. Tiếp theo là cái giá phải trả cho việc đọc một cuốn sách là giá bìa cuốn sách. Thì giá bìa cuốn sách mình nghĩ là những cuốn sách thông thường hoặc là tầm hơi đắt một chút thì nó rơi vào tầm 2 đến 300 nghìn. Thì đối với mình nó không quá là cao nếu mà các bạn đã là người đã đi làm. Tiếp theo là thời gian chúng ta dành ra để đọc cái cuốn sách đó thì nó sẽ bao gồm thời gian chúng ta đọc này, thời gian đọc chắc chắn rồi, và thời gian chúng ta sau khi đọc thì chúng ta phải suy ngẫm lại xem những cái gì mình đã đọc được, và ngoài ra còn cái thời gian mà chúng ta gạch những cái ý nào mà chúng ta cảm thấy hay và có thể áp dụng được trong cuộc sống và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Do là đọc sách giấy vậy nên là sau khi gạch xong những cái ý rồi thì chúng ta có thể mất cái thời gian để tổng hợp lại những cái ý đã gạch. Ngoài ra có một số người thì còn sử dụng những cái sơ đồ tư duy để hệ thống lại cái cuốn sách mà mình đã đọc, thì nó sẽ còn thêm một khoảng thời gian là bịa sơ đồ tư duy, nhưng mà mình thì không có sử dụng cái cách đó, vậy nên là sẽ không thêm vào đây. Cái giá tiếp theo mà chúng ta phải trả cho cái việc đọc sách đó chính là thời gian để chúng ta thực hành cái cuốn sách đó. Nếu mà chúng ta thực hành và cảm thấy là nó sai, nó không đúng thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại và làm lại. Tức là chúng ta sẽ có những bài học cho chính bản thân mình để có thể hoàn thiện hơn. Đôi khi những thứ trong sách mà chúng ta được học nó chưa chắc đã đúng, và phải va vấp vấp vào những cái tình huống thực tế thì chúng ta mới có thể biết được rằng là cái kiến thức đấy có đúng thực sự hay là không. Và cái cuối cùng, nếu nếu mà trong cái thời gian để thực hành ấy, mà đúng thì chúng ta áp dụng tiếp thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Thì đó là một số những cái góc nhìn của mình về những cái giá thực sự mà chúng ta sẽ phải trả khi khi chúng ta đọc sách. Ngoài sức khỏe này, tâm trí hay tinh thần thì thời gian và tiền bạc đó, thì đây là một cái sơ đồ mà mình nghĩ rằng là cái việc đọc sách mà chúng ta sẽ phải trả cho nó. Nhưng mà mình thấy là việc đọc sách nó giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn rất nhiều, vậy nên là những cái giá này mình nghĩ là mình sẽ chấp nhận và đọc sách mỗi ngày.